Arsenal đang trải qua những tháng ngày có thể nói là tương đối yên bình trong thời gian gần đây, khi họ đã bất bại trong 4 trận gần nhất, có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thực sự vẫn còn quá sớm để nói đến việc đại diện thành London đã tìm lại được đúng phong độ của mình, một đội bóng cạnh tranh chiếc vé dự cúp châu Âu. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thấy những nét khởi sắc trong cách chơi của thầy trò Mikel Arteta, cách mà Arsenal đã kết liễu những đối thủ được đánh giá là yếu hơn và cách họ bảo toàn lợi thế đó. Arsenal chi ra khá nhiều tiền với hy vọng gia cố hàng phòng ngự của mình, khi hàng công vẫn đang được lên xướng khá ổn bởi Pierre-Emerick Aubameyang. 50 triệu euro chính là số tiền mà Arsenal đã chi ra để mang về một hậu vệ không mấy tên tuổi như Ben White. Tuy nhiên, cựu hậu vệ của Brighton vẫn chưa thể hiện được quá nhiều. Trong khi đó, một số tiền ít hơn nhiều, chỉ xấp xỉ 20 triệu euro trả cho Bologna để mang về Takehiro Tomiyasu. Và giờ đây, cầu thủ người Nhật Bản lại đang là một trong những niềm hy vọng lớn lao của các Gunners. Một khởi đầu vô cùng thất vọng. Arsenal chỉ có sự phục vụ của Takehiro Tomiyasu trong 4 trận gần đây, và gần như ngay lập tức chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng của hậu vệ người Nhật Bản lên thành tích chung của đội. Arsenal ở 2 trận đầu tiên thực sự vô cùng bế tắc và khiến cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng với những màn trình diễn không hề xứng đáng với vị thế và danh xưng của đội bóng. Ngay trận đấu mở màn trước một câu lạc bộ mới lên hạng là Brentford, hàng công của Arsenal chưa kịp nóng máy với sự xuất hiện của một cái tên khá mới, Folarin Balogun, thì hàng phòng ngự cũng có sự góp mặt của tân binh đắt giá Ben White đã thi đấu như mơ ngủ và khiến cho Arsenal phải nhận bàn thua khá sớm. Chưa dừng lại ở đó, chính việc tràn lên tấn công và các cầu thủ tuyến dưới phải có nhiệm vụ hỗ trợ tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa đã vô tình một lần nữa tạo ra một khoảng trống cực lớn trước mặt Berlino. Rất may là Brentford không thể tận dụng để kết thúc sớm trận đấu, nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Cú đánh đầu cẩn thận của Christian Norgaard đã dập tắt hy vọng có điểm của những vị khách. Không những vậy, thất bại này còn chỉ ra những điểm yếu chết người, không chỉ trong các tình huống phòng ngự dưới mặt đất mà ngay cả trên không. Sang đến vòng 2, Arsenal phải tiếp đón một đối thủ khó nhằn hơn là Chelsea. Nhà đương kim vô địch châu Âu đang trên hành trình chinh phục luôn cả danh hiệu Premier League cũng như bảo vệ chiếc cúp tài vòi của họ. Đương nhiên, với một đối thủ như vậy là quá tầm với thầy trò Mikel Arteta để có thể tìm lại phong độ. Không những vậy, một ngôi sao mới mà cũ của Chelsea cũng đang cho thấy một sự hòa nhập rất tốt. Và như đã dự đoán, hàng hậu vệ với Cedric Suarez, Pablo Mari, Rob Holding và Kieran Tierney đơn giản là không thể ngăn được bước chạy của một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu mùa trước. Ngay khi đồng hồ chỉ mới điểm qua phút 15, Lukaku đã xé lưới của Arsenal. Để rồi chỉ tầm 20 phút sau, pha kiến tạo của Mason Mount giúp cho Reece James dẫn đôi cách biệt. Điều đáng nói là Arsenal có cả một hiệp 2 để có thể tìm bàn rút ngắn cách biệt, nhưng hàng công của họ tỏ ra quá bế tắc trước một Chelsea vô cùng kỷ luật. Vòng đấu thứ 3 thì quá thật là thảm hại với các cầu thủ viên Arsenal. Như thế, họ vừa xem một trận đấu quyền Anh và đội bóng của họ đã bị đánh bầm dập không trượt phát nào. Sự cẩn trọng của Arteta khi dùng đến 5 cầu thủ phòng ngự xem ra cũng chẳng hề giúp ích gì được cho đội nhà, khi số lượng thì nhiều mà tính liên kết thì không thấy đâu. Không ít tình huống cho thấy quân số đội bóng áo đỏ nhỉnh hơn đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ Manchester City vẫn biết cách đưa bóng tới sát khung thành của Berlino và kết thúc gọn nhẹ pha bóng bằng một lần nhảy số trên màn điện tử. Hai tiền vệ non kinh nghiệm và không có Granit Xhaka ngay từ phút 35 đơn giản là bị bóp nghẹt hoàn toàn bởi học trò của Pep. Trong khi đó, trung phong đội trưởng Aubameyang trong ngày trở lại đã vô cùng đói bóng và không có cơ hội. Sự bổ sung kịp thời ở mặt chuyên môn và hơn thế nữa, 18,6 triệu euro chính xác là số tiền mà Arsenal đã chi ra để có được sự góp mặt của hậu vệ người Nhật Bản từ Bologna nhằm trám một khoảng trống mênh mông nơi cánh phải. Dù gặp đến Emirates từ khá sớm, nhưng cho đến trận đấu thứ tư này thì Tomiyasu mới được điền tên vào đội hình ra sân ngay từ đầu. Và có thể nói rằng hậu vệ người Nhật Bản đang dần tạo nên những sức ảnh hưởng tích cực lên lối chơi của The Gunners. Trong sắp xỉ một tiếng đồng hồ xuất hiện trên thảm cỏ Emirates, đối đầu với đội bóng cũng không được đánh giá cao là Norwich, Tomiyasu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, đó là bảo vệ mạng lưới của Berlino. Anh được thay ra nghỉ ở phút 62,
kết thúc một màn ra mắt rất tròn vai. Đây được xem là một nước đi khá thông minh của Mikel Arteta, khi chỉ cho tân binh của mình thi đấu không quá lâu nhằm tránh những chấn thương không đáng có, và cũng phần nào giúp cho hậu vệ sinh năm 98 làm quen với môi trường cạnh tranh hơn rất nhiều so với môi trường Serie A. Bài học về sự thích nghi luôn là điều gì đó vô cùng khó khăn với các cầu thủ phải chuyển từ những giải đấu thấp hơn đến Premier League dày bóng. Và rồi, 60 phút đã làm tiền đề cho những trận đấu thăng hoa sau này của Takehiro Tomiyasu. Kể từ khi khoác lên mình màu áo đỏ trắng thành Luân Đôn, hậu vệ người Nhật Bản chưa bao giờ bị đối thủ vượt qua. Tomiyasu cũng nằm trong top những cầu thủ tranh chấp bóng bổng tốt nhất của Premier League với tỷ lệ 88%. Ở trận đấu tiếp theo gặp Burnley, một đội áp dụng triết lý chơi bóng bổng khá cổ điển của bóng đá Anh khi xưa, chính sự xuất sắc của Takehiro Tomiyasu khi anh thành công trong tất cả các pha không chiến đã khiến đội chủ nhà ngày hôm đó không thể một lần chọc thủng lưới Arsenal. Thậm chí trong trận derby Bắc London, Tomiyasu còn làm rất tốt nhiệm vụ giải nguy sau các tình huống bóng bật ra từ những pha cản phá của Bruno. Những tình huống này thường không được chú ý nhiều, nhưng chính nó đã có phần quan trọng vào việc Arsenal không để bị thủng lưới nhiều hơn một lần. Tổng cộng sau 3 trận đấu vừa rồi, trước thời điểm diễn ra trận hòa không đều với Brighton, Takehiro Tomiyasu đã giành chiến thắng 14 trên 16 các pha không chiến, 3 pha soạt bóng thành công, 2 lần can thiệp thành công, tỷ lệ thắng trong các pha tranh chấp tay đôi 76%. Với những thông số ấn tượng này, rất có khả năng cựu hậu vệ của Bologna sẽ lọt vào danh sách đề cử cầu thủ hay nhất tháng 9 của Arsenal hay của chính Premier League. Tuy nhiên, không phải là không có những điểm mà Takehiro Tomiyasu cần phải cải thiện trong những trận đấu tới, có thể kể đến như khả năng hỗ trợ tấn công. Đây cũng là một thử thách khá khó khi Tomiyasu có xuất thân là một trung vệ, một vị trí không đòi hỏi quá nhiều trong việc hỗ trợ tấn công. Vì vậy, khi được dời sang thi đấu chết bên hành lang phải, điểm yếu này cũng dần lộ ra rõ hơn một cách trực tiếp, khiến cho việc thực hiện những bài tấn công biên chủ yếu chỉ diễn ra ở cánh trái của Kieran Tierney. Hậu vệ 22 tuổi chủ yếu chơi thấp, nên khi mà Tierney dâng cao để lại khoảng trống phía sau lưng, ba người còn lại ở hàng hậu vệ cũng di chuyển sang trái, từ đó khiến cho Tomiyasu chơi bóng ở vị trí gần khu trung tâm hơn. Điều này có thể giúp cho Arsenal hạn chế tối đa những pha phản công như cảm đã nói ở trên. Các bài vở tấn công biên vô tình trở nên dễ đoán hơn rất nhiều khi không có sự hỗ trợ của hậu vệ người Nhật Bản ở cánh đối diện. Không chỉ đang thể hiện một phong độ rất tốt bên ngoài sân bóng, Takehiro Tomiyasu đã mang phong thái cũng như tinh thần võ sĩ đạo đến với phòng thay đồ của đội. Không bao giờ nói những chuyện ngoài lề bóng đá khi đang trong trận đấu, luôn kiệm lời và chỉ tập trung lắng nghe những chỉ đạo của Mikel Arteta và luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Là một mẫu người khiêm tốn, không xa hoa phô trương, cũng không hề quan tâm đến tiềm năng thương mại của một cầu thủ châu Á đang thi đấu ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Takehiro Tomiyasu chỉ đơn giản là đến Emirates thi đấu với toàn bộ khả năng của mình và sống trọn từng giây phút anh có mặt ở trên sân. Tóm lại, Arsenal đang cho thấy họ đang sở hữu một tài năng thực sự của đất nước mặt trời mọc. Một cầu thủ mang những nét đặc trưng của triết lý Samurai sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho hành trình tìm lại bản ngã của đội bóng Mikel Arteta. Và cảm xin chốt lại video ngày hôm nay bằng câu trả lời của Andrea Pirlo, người từng có khoảng thời gian làm việc cùng Tomiyasu khi anh còn khoác áo câu lạc bộ Sint-Truiden của Bỉ. Một trong những điều khiến tôi thấy hối tiếc là đã mang cậu ấy về quá trễ và bán cậu ấy quá sớm. Tomiyasu luôn khiến chúng tôi ngạc nhiên về cách cậu ấy tiến bộ mỗi ngày. Một trong những nỗi lo lớn nhất khi thi đấu ở Premier League là bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Vì vậy, bạn có rất ít thời gian để có thể thích nghi. Nhưng, như chúng ta đang chứng kiến, cậu ấy vẫn cho chúng ta bất ngờ bởi khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Những thứ mà bạn nghĩ cậu ấy cần cải thiện hả? Tin tôi đi, cậu ấy đã nhận ra từ trước và đang làm nó rồi.